Xin chào tất cả các bạn. Chào tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đang có mặt trước cái nhà rong huyện Tư Mơ Rong. Nơi đây sắp diễn ra một phiên chợ sâm Ngọc Linh. Hiện tại thì công tác chuẩn bị đang được bắt đầu. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong để xem công tác chuẩn bị như thế nào nhé mọi người. Ở dưới sàn cầu thang này của cái nhà rong này thì người ta bán cà phê. Ở bên phải ở đây là công tác chuẩn bị các gian hàng bán sâm Ngọc Linh. Cái này luôn nha. Củ này to.